Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dũng Hoàng. Bên dưới mỗi video là nút đăng ký màu đỏ. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là các anh em luôn theo dõi và luôn nhận được những video mới nhất, nhanh nhất từ kênh Đồng Hồ Cổ của Dũng Hoàng. Thì hôm nay em có lên sóng một lô đồng hồ gồm có 8 chiếc, là những chiếc đồng hồ tuyển chọn, giá trị và rất là đáng được sưu tầm. Mỗi chiếc đồng hồ có một nét đẹp riêng. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào miêu tả chi tiết cụ thể từng chiếc đồng hồ một và giá để tất cả các anh em lựa chọn cũng như là tham khảo. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Signal. Đây là một chiếc hàng not có nguyên hộp và nguyên bản. Hàng tình trạng còn mới nguyên bản anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này rất là giá trị. Anh em biết đến cái thương hiệu Signal này chưa ạ? Đây là một cái thương hiệu nhánh của thương hiệu Wille, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và đình đám trong cái giới đồng hồ. Và hôm nay em xin gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ đập hộp và anh em cùng chiêm ngưỡng. Em tiến hành mở chiếc hộp, anh em thấy dòng chữ Signal và đây sản phẩm chiếc đồng hồ ngày hôm nay rất là đẹp và nó có cái dòng chữ Wille Watch. Đây là một cái nhánh của cái thương hiệu Wille nổi tiếng. Và anh em cùng xem và chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ này, một chiếc đồng hồ tuyệt vời và rất là giá trị. Anh em thấy không, thiết kế rất là đơn giản, tinh tế, nó là một chiếc hàng not. Chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1960 và khung vỏ được làm từ thép không gỉ và nó là cái tông màu đường mi. Đường mi có nghĩa là như thế nào? Đường mi có nghĩa là có hai tông, một là tông màu trắng của thép, hai là cái tông màu vàng của cái niềm benzen. Và cái niềm benzen này thì nó là một cái niềm carbon. Em không biết nữa, bình thường thì những cái dòng này thì niềm của nó thường là niềm vàng đúc. Và chiếc đồng hồ này thì em cũng không biết nó là niềm vàng đúc hay là niềm bọc vàng. Và anh em thấy không, thiết kế rất là đơn giản, tinh tế, mang đậm phong cách classic. Nền mặt là nền mặt vàng mỡ gà zin, có trục tung hoành và các cọc số là các cọc số nổi. Điểm nhấn là cái ở những cái vành nó điểm lên những cọc số nhìn rất là đã mắt và hút. Anh em thấy không, em quay ngoài ánh sáng nó bắt sáng rất là tốt. Và chiếc đồng hồ này tổng thể còn mới trên 98% đấy anh em ạ. Một chiếc rất là giá trị. Và anh em chưa có những cái dòng và cái thương hiệu Signal này trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Đây là một chiếc đồng hồ nguyên bản giá trị, núm zin có logo hình chữ S, biểu tượng của cái thương hiệu Signal này. Nó là một cái thương hiệu nhánh của thương hiệu Wille. Và nó là một trong những chiếc đồng hồ thiết kế cái nền mặt nó rất là đơn giản với cái tông màu vàng và trắng. Ở các trục tung hoành, có hai trục tung hoành rất là điệu đà và nó là thiết kế hút mắt. Anh em cùng xem cái núm zin và tình trạng độ mới gần như là hoàn hảo. Hàng về nguyên bản như vậy anh em nhé, chưa qua làm lại bất kỳ một cái gì cả. Giá trị không anh em? Và bao nhiêu năm rồi mà chiếc đồng hồ này vẫn còn nguyên bản, chứng tỏ là người sở hữu trước họ chỉ để tủ và trưng bày những chiếc đồng hồ giá trị như này. Các cạnh vẫn còn rất là bén. Đeo những chiếc đồng hồ phong dáng đờ mi như này thì nó rất là trẻ trung anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái nền mặt, một cái nền mặt vàng mỡ gà. Ở bên ngoài ánh nắng thì cái độ sáng của nó thì nó không rực rỡ, nhưng mà ở trong nhà anh em ạ, dưới ánh điện thì chiếc đồng hồ này phải nói là không còn một cái từ ngữ nào miêu tả, bởi vì nó quá đẹp. Nó được kết hợp với một sợi dây, đây là cũng là một cái sợi dây ra ngoài thiết kế và nó rất là phá cách, đeo lên tay rất là
đơn điệu này, và cũng như là rất là mang một cái hơi hướng rất là cổ điển. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không? Rất là đơn giản và tinh tế. Size mặt của chiếc đồng hồ này lên đến 33.2 mm, một cái size chuẩn size đồng hồ vintage xưa cổ điển. Chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy lên dây nên là anh em tích cót cho nó giữ cót cũng phải được gần hơn một ngày đấy anh em ạ. Một chiếc đồng hồ mới zin nguyên bản còn hộp, anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể chiếc đồng hồ này. Anh em nào mà yêu thích thì hãy đừng bỏ lỡ sản phẩm giá trị như thế này, bởi vì trên thị trường bây giờ rất là ít những cái đồng hồ mà nguyên bản mà còn đẹp zin nguyên bản như thế này anh em nhé. Chơi những chiếc đồng hồ zin cũng sướng anh em ạ, nó không mất nhiều giá trị. Từng góc cạnh nó bắt sáng, phải nói cái nền mặt của nó, nền mặt vỡ mỡ gà bắt sáng rất là tốt, đẹp tuyệt vời anh em ạ. Và giá em giao lưu, anh em lên cho em mã một giá 5.900.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ hai mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Omega. Nhắc đến thương hiệu Omega tại thị trường Việt Nam thì tất cả các anh em cũng đã đều biết đến cái thương hiệu này rồi. Nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và hôm nay em gửi đến đó chính là một chiếc đồng hồ Omega Seamaster Comic, một trong những cái thiết kế phải nói là đi cùng năm tháng và một cái thiết kế rất là khỏe khoắn. Đây là một cái chiếc hàng đồng hồ mà phải nói là đẹp zin nguyên bản anh em nhé. Kính zin có logo chính giữa trung tâm, nền mặt là nền mặt trắng, trải tia bắt sáng rất là tốt, có hai lịch ở vị trí góc 3 giờ, các cọc số là các cọc số cài đá đen, khung vỏ thì được làm từ lắc kê vàng. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy tự động được sản xuất vào những năm 1968 đến 1970 anh em ạ. Tổng thể của chiếc đồng hồ này zin nguyên bản trừ dây và khóa anh em nhé. Anh em thấy không? Đây là một chiếc hàng đồng hồ mà để mà sưu tầm được thời điểm bây giờ rất là khó, bởi vì nó là một trong những chiếc hàng mặt bao năm rồi mà nó còn nguyên bản. Có những cái chưa có những cái mụn ở trên cái nền mặt thì anh em bảo bảo nó giá trị nó như thế nào. Đấy. Đúng zin có logo và anh em cùng xem đây là cái đáy và có những cái thông số cơ bản. Và chiếc đồng hồ này thì nó đạt tiêu chuẩn chống nước cái thời mà sản xuất. Và nó cái khung vỏ thì được đúc liền. Anh em muốn mở chiếc đồng hồ này thì phải mở mặt anh em ạ. Một chiếc đồng hồ khỏe khoắn này. Size mặt của chiếc đồng hồ này là size 35 mm, một cái size chuẩn size vintage, và đeo lên tay khỏe khoắn, nó không đến nỗi nhỏ anh em ạ. Và nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng, cũng như là hợp với cái cọc số cài đá đen, rất là đẹp và tuyệt vời. Và anh em nào mà yêu thích chiếc Omega Comic này nên cho em hai giá 14.900.000 đồng. Chiếc đồng hồ tiếp theo mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Dumonte. Anh em biết đến cái thương hiệu này chưa ạ? Nó là một cái thương hiệu nhánh của cái thương hiệu Lucien Piccard rất là nổi tiếng. Và đây là một cái chiếc đồng hồ mặt đồng xu rất là giá trị và cổ điển. Chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ thì được lắc kê vàng, và hơn thế nữa trên cái nền mặt của nó có đó là một cái chiếc mặt đồng xu có biểu tượng hình ba đầm. Anh em cùng chiêm ngưỡng zin nguyên bản anh em nhé. Một chiếc đồng hồ đồng xu ba đầm Liberty rất là tuyệt vời. Núm zin có cái viên đá cài đen. Tổng thể của chiếc đồng hồ này zin nguyên bản anh em nhé. Đáy là đáy SS. Và anh em cùng chiêm ngưỡng. Phải nói là một chiếc đồng xu
mang lại những cái điều may mắn này. Những người đeo chiếc những chiếc đồng xu này thì làm ăn phát tài phát lộc và rất là thịnh vượng, cũng như là nó là một cái món hàng tại thị trường Việt Nam rất là giá trị của nó rất là cao, và săn được những cái chiếc đồng hồ zin thì rất là khó anh em ạ. Bởi vì là những cái mặt đồng xu này thì họ cũng có thể vẽ được. Đấy. Và chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ zin nguyên bản anh em ạ. Ở 12 cọc số là 12 cọc hoa. Hoa cài mái tóc đấy anh em ạ. Kiểu kiểu như thế. Và cái thương hiệu Dubonte này cũng rất là mạnh ở trên thị trường. Nó là một chiếc đồng hồ lên dây, nên là mỗi khi anh em mà đeo thì hãy lên có tay cho nó và đeo thôi. Chơi những chiếc đồng hồ có tay này nó rất là bền. Đấy. Size mặt của chiếc Dubonte này lên 33.5mm, một cái size chuẩn size vintage xưa. Và anh em cùng chiêm ngưỡng, mặt của nó là nền mặt mỡ gà, rất là đẹp và sáng. Nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt vàng, và com lết vào rất là hợp, và một chiếc đồng hồ đáng được sưu tầm anh em ạ. Anh em nào mà chưa có những chiếc đồng xu trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ, bởi vì tại thị trường Việt Nam bây giờ kiếm được những chiếc đồng hồ đồng xu zin như này rất là khó. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em ướm cổ tay, đeo lên tay cũng khá là nhã nhặn và may mắn, mang đậm phong cách classic trẻ trung. Và anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể lại chiếc Dubonte này trước khi mà nhanh tay chốt những chiếc đồng hồ giá trị như này. Và anh em nào yêu thích lên cho em 3 giá 5.900.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo đó là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xuất Mỹ mang thương hiệu Bunova. Đây là một chiếc đồng hồ độc trong cái lô ngày hôm nay. Và anh em cùng chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ phải nói là đáng được sưu tầm và có 102 tại thị trường Việt Nam. Nó là một chiếc đồng hồ Bunova chạy với bộ máy lên dây 23 Jewel, và nó được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được bọc vàng 10K con phiêu. Đây là những cái thông số cơ bản. Còn điểm nổi bật của chiếc Bunova này phải kể đến đó chính là bốn chân càng. Bốn chân càng của nó làm thiết kế rất là thủ công, tốn rất là nhiều công sức cũng như tiền bạc và cái trí tuệ của người sáng tạo ra một chiếc Bunova giá trị, và đến bây giờ nó là một trong những cái chiếc siêu phẩm và cũng là một cái chiếc mà anh em sưu tầm bộ sưu tập Bunova thì không thể thiếu được những chiếc như thế này. Và một chiếc đồng hồ hôm nay em mới về, em bán những chiếc này cũng cơ bản cũng vài con rồi, nhưng mà hôm nay em về được một con này rất là đẹp. Đấy. Bốn chân càng độc dị và hiếm. Trên nền mặt của chiếc Bunova này thì có dòng chữ Waterproof, một trong những cái phiên bản thời đấy nó có thể đạt tiêu chuẩn chống nước. Và anh em thấy không, một chiếc đồng hồ Bunova rất là mỏng, chân càng độc và dị. Nó là một trong những chiếc Bunova phải nói là hoàn hảo và hoàn thiện nhất trong bộ sưu tập. Các cọc số 369, 12 là các cọc số nổi học trò, và còn lại là các cọc số nổi. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể núm bọc vàng, và anh em cùng xem cái đáy. Cái đáy của nó thì có các dòng chữ thông số của chiếc Bunova này. Một cái đáy nhìn bốn chân càng của nó như bốn chân càng nhện anh em ạ. Rất là giá trị và độc đáo, rất là mỏng. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái bộ chân càng của chiếc đồng hồ này. Một cái chân càng phải nói là cái người sáng tạo ra phải mất rất là nhiều chất xám, công sức cũng như tiền bạc để mà tạo được một chiếc đồng hồ cổ độc đáo và giá trị như thế này. Phải nói là một chiếc đồng hồ rất là hội tụ rất là nhiều nét đẹp, và nó được kết hợp với một sợi dây da màu nâu làm tôn lên cái vẻ mặt. Mặt của nó là mặt vàng nghệ anh em ạ, chứ không phải là nền mặt trắng.
Và em xin ướm lên tay để tất cả các anh em xem. Anh em thấy có độc đáo không ạ? Một chiếc Bunova 23 Jewel, chân càng độc, lên tay rất là phá cách và rất là dị, không, gần như là không có ai có nó, chỉ ở tại thị trường Việt Nam thì nó đếm trên đầu ngón tay những người sở hữu những con Bunova như thế này. Và anh em nào mà yêu thích cái chiếc Bunova độc này nên cho em 4 giá 5.800.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Gruen ở Geneva. Cái thương hiệu Gruen này thì anh em chơi đồng hồ cổ cũng đã đều biết đến, nó là một cái thương hiệu nội địa của Thụy Sĩ. Và chiếc đồng hồ hôm nay em gửi đến tất cả các anh em nó cũng là một chiếc đồng hồ Gruen rất là giá trị, và nó là một chiếc đồng hồ gần như là một chiếc hàng nót, sở hữu và sưu tầm nó rất là khó. Sai mặt của chiếc đồng hồ này lên tới 35.3 mm. Đấy. Khung vỏ thì được làm từ lắc kê vàng, đáy là đáy SS. Nó được sản xuất vào những năm 1960 và chạy với bộ máy tự động. Đấy, anh em cùng chiêm ngưỡng cái nền mặt trắng, anh em thấy không? Bình thường thì cái thương hiệu của những đồng hồ ấy thì nó thường ở vị trí dưới cặp số 12 giờ thì, nhưng mà chiếc đồng hồ này thì nó ở cái vị trí 10 rưỡi đấy, có dòng chữ Gruen Geneva 20 năm, đây là 20 năm chân kính anh em ạ. Một chiếc đồng hồ zin mộc nguyên bản, hàng nót, mặt và tất cả mọi thứ đều zin trừ dây và khóa. Dây cũng là dây tây, anh em thấy dây tây họ làm, họ thấy họ phá cách không anh em? Nền mặt trắng zin, anh em thấy nó, nhìn nó rất là tinh khôi và nó rất là lịch sự trang nhã và mang đậm phong cách classic. Là một chiếc đồng hồ tự động thôi nhưng mà cái form dáng của nó rất là dài bè và rất là mỏng anh em ạ. Đúng zin có logo Gruen. Một chiếc đồng hồ phải nói là không còn cái từ ngữ nào miêu tả nữa, bởi vì nó quá đẹp anh em ạ. Một chiếc hàng nót mà bao năm rồi chưa đánh bóng spa gì làm lại anh em nhé. Vàng, nước vàng vẫn còn đẹp, nước thép vẫn còn sáng bóng, có thể soi gương được anh em ạ. Một chiếc đồng hồ rất là giá trị. Sai mặt lên tới 35.3 mm cũng, mà nó lại mỏng nữa, anh em lên tay nhìn nó rất là to, các góc cạnh còn rất là bén. Em quay chi tiết cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem tham khảo. Bởi vì như sưu tầm được những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ mà còn đẹp như thế này thì phải nói rất là hiếm anh em ạ. Và rất là khó mới sưu tầm về được. Anh em thấy không? Cái nền mặt của nó nhìn rất là mộc mạc. Nó mặt zin mà. Nếu mà mặt vẽ lại hay là spa xử lý thì anh em nhìn cái biết ngay, nó không có những cái độ trải tia zin như thế này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái dây tây, cái dây đi theo đồng hồ về, một cái dây rất là phá cách và em để nguyên bản nhé. Dây đã cũ rồi nhưng mà nó là một cái dây rất là giá trị. Anh em nào mà không thích cái sợi dây tây này thì em vẫn có thể tặng anh em một sợi dây da nữa. Đấy, nếu mà anh em nào lấy chiếc đồng hồ này, một sợi dây da bò màu đen đấy. Và em xin tiến hành ướm lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Rất là to, mỏng. Và anh em nào mà yêu thích chiếc Gruen đơn giản, sang trọng này nên cho em 5 giá 6.200.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo trong bộ sưu tập ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xuất Mỹ mang thương hiệu Loc & Gin. Thương hiệu Loc & Gin anh em đã biết đến chưa ạ? Nó cũng là một cái thương hiệu nội địa của Thụy Sĩ. Và cái thương hiệu Loc & Gin này là chúa tể của cái dòng Engin. Nó là một trong những chiếc đồng hồ đỉnh cao của cái dòng Engin. Và đây là một cái chiếc đồng hồ sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được làm từ lắc kê vàng, đáy là đáy SS. Và đây là một cái phiên bản kỷ niệm. Anh em thấy không? Ở dưới cặp số 12 giờ thì có dòng chữ PG,
Và hơn thế nữa, chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy lên dây với hai kim rưỡi, kim gió là kim rốn, một trong những cái chiếc đồng hồ mà phải nói là kim rốn là kim dây dài ấy, thì nó rất là bình thường, nhưng mà kim gió là kim rốn ấy nhìn nó rất là đẹp anh em ạ. Và kim giờ và kim phút là kim lá lúa, anh em thấy không, đây là một cái chiếc hàng cũng gần như là một chiếc hàng nót đẹp tuyệt vời. Hàng nót ở đây có nghĩa là độ mới của nó còn rất là cao anh em ạ, nó trên 96-97%, và gần như là người sở hữu thì sử dụng rất là ít. Nền mặt zin và tổng thể zin nguyên bản 100% anh em ạ, trừ dây và khóa thôi. Và đây là một chiếc lên dây, em lên dây để tất cả các anh em cùng xem đấy. Lên dây kim gió đang trôi rất là mượt mà, rất là đơn giản, nhìn nó rất là sang trọng anh em ạ. Đấy, núm zin có logo, anh em thấy từng góc cạnh nó còn có vàng của nó còn lên bạ trầu. Đấy, các góc cạnh còn rất là bén, đáy của nó là đá đét, chưa đánh bóng spa gì cả, chưa lau chùi gì cả, hàng về mộc nguyên bản anh em ạ. Và anh em thấy không, em quay cái đáy nó sáng, có thể soi gương được, rất là đẹp, bóng mịn và như một cô hoa hậu vậy. Phải nói một chiếc đồng hồ Lục Engin Gin giá trị và đáng được sưu tầm, giá của nó cũng rất là hợp lý thôi anh em ạ. Hãy đừng bỏ lỡ những sản phẩm mà mới mà zin nguyên bản và độc đáo và đẹp đơn giản như thế này anh em ạ. Nước vàng lake còn rất là sáng bóng và bén cạnh lên ba trầu. Anh em thấy nền mặt của nó, nền mặt trắng zin nhìn nó đã lắm anh em ạ, nó không như những cái nền mặt mà làm lại đấy, lấp lánh luôn. Và nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu nâu làm tôn lên cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Size mặt của chiếc đồng hồ này là size 33.2 mm, một cái size chuẩn size đồng hồ cổ, giá trị và tinh tế. Đeo những chiếc đồng hồ này rất là lịch sự anh em ạ, anh em mà mặc áo sơ mi cộc tay thì đeo rất là đẹp. Anh em nào yêu thích lên cho em mã 6, giá 3.900.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo trong lô ngày hôm nay cũng là một cái thương hiệu Thụy Sĩ mang thương hiệu Dupontê. Khác với chiếc trước cũng là thương hiệu Dupontê thì chiếc này là một chiếc đồng hồ làm từ thép không gỉ và chạy với bộ máy lên dây. Nền mặt của nó là nền mặt trắng, trải tia vắt sáng rất là tốt. Đây là một cái nền mặt zin, anh em thấy không? Ngoài ánh sáng tự nhiên nó cũng bắt sáng và nó hút mắt, rất là đẹp tuyệt vời. Và đây là một chiếc đồng hồ thép nên là đeo lên tay không biết bao giờ nó mới hỏng được anh em ạ. Tổng thể zin nguyên bản anh em nhé, núm zin có logo LP. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy, chiếc đồng hồ này cũng zin nguyên bản nhé, cũng chưa làm lại bất kỳ một cái gì cả mà nó còn đẹp sáng bóng như thế này. Giá hơn 2 triệu thôi cho một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mà anh em chơi. Thương hiệu Dupontê thì nó là một cái thương hiệu nhánh của cái thương hiệu Lucempicard, thương hiệu tình yêu đấy anh em ạ. Mà anh em thấy cái nền mặt của nó bắt sáng, trải tia rất là đẹp và đồng tâm đấy. Các cọc số là các cọc số nổi, bộ ba kim thì rất là đơn giản, mang đậm phong cách classic đẹp. Và nó được kết hợp với một chiếc dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng, trải tia bắt sáng rất tốt. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng. Anh em thấy không? Nền mặt đơn giản, tinh tế thôi, thương hiệu của Thụy Sĩ, giá chỉ hơn 2 triệu. Anh em sở hữu lên cho em mã 7, giá 2.200.000 đồng, giá trị anh em ạ. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong lô đồng hồ ngày hôm nay em xin gửi đến tất cả các anh em, đó chính là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Hamilton,
đến từ Thụy Sĩ. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ di nguyên bản, cả dây, cả khóa, cả đồng hồ. Và nó là một cái chiếc đồng hồ form dáng rất là độc đáo, khỏe khoắn. Và đặc biệt hơn, nó là một chiếc đồng hồ mặt hổ phách rất là hiếm, di nguyên bản anh em nhé. Khung vỏ thì được làm từ lắc kê vàng cả dây. Đấy, được sản xuất vào những năm 1960. Và cái nền mặt của nó thì có một vị trí lịch góc 3 giờ. Các cọc số là các cọc số nổi. Ở phía bên dưới mỗi cọc số đó chính là những cái chấm giả quang. Bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà. Và chiếc đồng hồ Hamilton này cũng là một trong những chiếc đồng hồ mà rất là đáng được sở hữu. Anh em cùng chiêm ngưỡng cái sợi dây zin lắc kê vàng nhé. Có những cái logo và những cái thông số đi kèm về từ bên nước ngoài về Comnet. Hàng zin mộc nguyên bản, không đánh bóng spa gì cả. Khung vỏ lắc kê, đáy là đáy SS. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy. Nó được sản xuất vào những năm 1965, đến bây giờ cũng 5 năm 60 tuổi rồi mà zin nguyên bản, chạy hoạt động rất là chính xác anh em nhé. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái bộ máy tự động 17 chân kính, hoạt động rất là mượt mà và chính xác. Anh em thấy cái gioăng vàng không ạ? Cái gioăng vàng của nó là gioăng zin rất là đẹp và đỉnh. Đấy anh em. Cái nhắc lại cái thương hiệu Hamilton này, nó là một cái thương hiệu rất là mạnh của Thụy Sĩ. Và cái nền mặt là hổ phách nữa. Nền mặt hổ phách là một cái nền mặt mà nếu mà vẽ lại thì nó rất là, nhìn nó rất là đậm và nó không được hút đẹp zin như thế này. Nền mặt hổ phách thì là một cái nền mặt rất là hiếm và được các nhà sưu tầm săn đón rất là nhiều. Và anh em thấy không, cái dòng chữ Hamilton và những cái thông số của nó thì nền mặt trắng. Em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc Hamilton này. Đeo lên tay rất là khỏe khoắn, nhất là trong mùa hè này. Anh em nào mà nhiều mồ hôi thì đeo những chiếc này thì không sợ bị hỏng dây hay là như thế nào cả. Bởi vì đến bây giờ nó đã trường tồn được gần 60 năm tuổi rồi, thì anh em đeo thì chảy chã nó rất là vô tư anh em nhé. Và anh em nào mà chưa có những chiếc đồng hồ mà form dáng khỏe khoắn cũng như là cái nền mặt hổ phách này trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Size mặt của chiếc đồng hồ này lên tới 40mm. Và anh em nào mà mua chiếc đồng hồ này thì em xin tặng một sợi dây da bò màu nâu kết hợp vào, cũng anh em thấy không, em kết hợp vào để tất cả các anh em cùng xem. Để anh em đeo thay đổi, lúc thì đeo dây sắt, lúc thì thay dây da, đeo nó thay đổi phong cách nên là cũng rất là hay đấy. Và anh em nào mà yêu thích chiếc Hamilton độc đáo, hổ phách, khỏe khoắn, form dáng tay to này thì nên cho em A8 giá 5.700.000 đồng. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.